Chi ơi. Dạ. Công chúa của ba đang làm gì đó? Công chúa của ba đang soạn tập. Bởi vậy ba mới mua cái cặp mới cho công chúa nè. Cặp đẹp quá à, rất hợp với dáng của con. Con có thể xài xen kẽ giữa cặp mới với cặp cũ luôn. Thôi cái này cũ rồi, bỏ đi. Đâu có đâu, ba thấy cái này còn mới lắm mà. Con cứ xài xen kẽ đi, bỏ uổng lắm. Thôi con không xài đâu. Nè con coi nè, thấy không, cái này còn mới là đâu có cũ đâu. Ôi cũ ba xài không dạ. Phải đem đi khoe với mẹ mới được, tránh ra coi có đồ đáng ghét. Mẹ ơi, ba mua cặp mới cho con nè. Chú ơi. Cái gì con? Mũi chú chảy máu rồi kìa. Không sao đâu. Cái cặp này á, thay vì bỏ đi, chú cho con xin được không chú? Ừ, con cứ lấy đi. Dạ, con cảm ơn chú. Tâm Anh ơi, Tâm Anh. Dạ. Chị có cái này cho em nè. Wow, đẹp quá chị ơi, em thích lắm luôn á. Ủa, mà chị ơi, bao giờ em đi học vậy? Thứ hai tuần sau là Tâm Anh đi học luôn đó. Yeah, em phải nhét bàn cặp mới được. À khoan, nhét gì bây giờ? Chị ơi, có mỗi cây bút à, hay là mình xé lịch ra làm tập được không chị? Được, nhưng mà không cần phải vậy đâu. Chắc chị phải mua thêm tập, sách với lại quần áo cho Tâm Anh nữa nè. Nhưng mà chị đâu có tiền đâu. Mà thôi, em cũng không có thích đi học cho lắm đâu. Em chỉ muốn ở nhà chơi với chị thôi à. Tâm Anh ơi. Nè, giống như cô đã hứa, cô cho chị em mình này dây nè. Chiếc nữa nè. Tập sách nè, quần áo nè. Vậy là Tâm Anh đủ hết rồi nha. Yeah, vậy là em bắt đầu đi học được rồi. Thay đồ nhanh nhanh đi, để kịp đi học. Ôi em mơ em đâu. Dạ cô quên. Kìa, làm chi? Tâm Anh, buông ra đi. Nè, con có tập mới rồi, con để cho bạn cái tập đó đi. Nè, thôi thôi được rồi, Tâm Anh con mua đi. Để nó dùng dưới. Nè, con nghe ba nói nè. Ba mua cho con cái cặp mới rồi. Cái cặp này con không xài thì con cho Tâm Anh xài đi. Con không xài á thì con bỏ thùng rác, chứ con không bao giờ cho đồ vô bẩn đâu. Nè, con bé này thiệt tình. Hai chị em đừng có buồn nha. Để chú cho con cái cặp khác nha.